Với mong muốn hỗ trợ cho các sinh viên ngoại tỉnh đang học tập tại Đà Nẵng chưa thể trở về quê trong thời gian thành phố thực hiện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Những ngày qua, ban điều hành tại các khu dân cư huy động nhiều nguồn lực để giúp đỡ cho các em vượt qua thời điểm khó khăn này. Của ít lòng nhiều, những suất quà từ tổ dân phố đã giúp cho các bạn sinh viên cảm nhận rõ hơn tình cảm ấm áp của người dân Đà Nẵng. Đây là một buổi trao quà hỗ trợ cho sinh viên ngoại tỉnh tại khu dân cư số 1, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Ông Lê Thanh Hùng, bí thư chi bộ cùng các thành viên trong ban điều hành đến từng khu trọ để lập danh sách các sinh viên đang tạm trú tại địa bàn, nắm bắt nhu cầu của từng trường hợp để hỗ trợ kịp thời. Những suất quà gồm gạo, nước mắm đến thịt cá được trao tặng tay chính là sự hỗ trợ rất thiết thực, giúp cho các bạn sinh viên yên tâm thực hiện ai ở đâu thì ở đó. Ở đây thì em được cho quà từ lúc mà bắt đầu ở trong nhà thì được các cô tổ dân phố thường xuyên hỏi thăm và có phát quà, và từng tuần thì bọn em đều nhận được. Trong cái mùa dịch này mà được nhận những cái tình cảm tương san sẻ của các cô chủ thì đó là một động lực để em cố gắng là ở trong nhà, cũng khi nào các cô tới phát thì bọn em tới nhận thôi, còn không có đi ra ngoài. Cũng đó là một phần để cũng góp phần hỗ trợ Covid cho mùa dịch này. Mình cảm thấy chủ chi đó ấm lòng. Trong tình hình dịch thì sinh viên ngoài tỉnh không được về quê, thì ở đây nhận được sự quan tâm của các cô chủ thì mình cảm thấy là rất là vui. Hiểu được hoàn cảnh của các em phải xa gia đình giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp, mỗi thành viên ban điều hành khu dân cư số 1, phường Hải Châu 1 xem các bạn sinh viên như những người con, người cháu trong gia đình. Tỉ mỉ gói ghém từng bó rau, căn gạo họ gửi gắm vào mỗi suất quà không chỉ là trách nhiệm mà còn sự ấm áp, thân tình của con người Đà Nẵng. Có nhiều người dân đang thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, đặc biệt là sinh viên, con em của chúng ta ở các vùng về trọ và những người làm thuê họ trọ ở đây thiếu thốn, và những người nghèo khó khăn trong khu dân cư. Tôi thấy rằng tấm lòng nhân ái của mấy mạnh thường quân đã luôn luôn quan tâm chia sẻ những đời sống, những hoàn cảnh khó khăn của trong lúc đảng và nhà nước đang đưa ra chương trình phòng chống dịch và giãn cách để nhằm cái góp phần để bảo đảm cho cái việc đẩy lùi dịch bệnh, làm cải thiện đời sống, bảo vệ sức khỏe đời sống cho nhân dân. Lan tỏa yêu thương vượt qua đại dịch, thông điệp của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã được các khu dân cư cụ thể hóa bằng những hành động ý nghĩa. Không chỉ các bạn sinh viên mà còn nhiều đối tượng yếu thế khác trong mùa dịch cũng đã và đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng khu dân cư, lan tỏa tinh thần sẻ chia đầy tính nhân văn trong thời điểm hiện nay.